Đây là bài học kinh nghiệm cho những ai nuôi chó mà không triệt sản chó cái. Dạ, là nó đẻ hoài luôn. Mình triệt... Dạ, mình thiến con đực á, thì con cái nó lại đi quan hệ với con đực khác, nên phải triệt sản con cái. Thì cái con đực nó sẽ không có đi, nó không có bị động dục. Còn con đực á, nó chỉ động dục khi mà nó hửi được cái mùi của con cái á, thưa quý vị. Nên phải triệt sản cho cái, mắc tiền một chút nhưng mà tốt. Đó, bây giờ là loạn luân. Cháu mà nó chơi bà nội. Bây giờ máu mà nó dồn xuống thằng nhỏ nên tụi nó rất là ngu. Con người cũng vậy. Dạ. Con người. Đó, máu dồn xuống thằng nhỏ là con gì nó cũng ngu hết. Con người có trí tuệ nên còn biết phân biệt cận huyết này kia, còn con vật nó không có biết. Dạ. Nó mua thích là nó chơi. Dạ. Rất là sai trái, nên phải triệt sản con chó cái. Dạ. Bắt buộc phải triệt sản con cái, vừa đảm bảo sức khỏe cho nó mà vừa tốt cho mấy con chó đực. Bởi vì con chó đực nó sẽ không bao giờ muốn cái chuyện đó. Nếu nó bị chi phối bởi cái mùi này, cái mùi này kích thích nó, cái mùi tới chu kỳ kinh nguyệt của con chó cái đó. Cản không được, nó dính chặt lắm. Đó, đó. Đó. Cố tình cột hai con đực ra riêng nhưng mà tụi nó vẫn làm việc được là do con cái chứ không phải con đực. Đó. Thấy sợ ghê chưa mọi người? A-di-đà-phật. Làm con vật thì nó sẽ có hai cái tham. Thứ nhất là tham ăn, thứ hai nhì là tham dục. Nó không thoát được khỏi hai cái đó nên nó làm con vật. Con này chơi vậy mà chưa đã nữa, đòi chơi nữa. Chơi bà nội. Này má nó nè, kia bà nội nó luôn. Rồi, thôi. Ơi, thưa quý vị, làm người có được thân người mà không có sức khỏe và trí tuệ, mình chỉ hơn con vật được một chút xíu thôi. Dạ. Nên làm con người là đã khổ rồi, con vật khổ hơn. Dạ. Thôi bây giờ vô chính vấn đề chính là đi phóng sanh. Còn cho mấy con chó đó ở nhà nó kệ khùng kệ điên gì nó đi. Dạ, cách ly nó rồi mà nó vẫn như vậy. Tí tí có đi không con?